Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị lãnh đạo tỉnh gặp mặt doanh nghiệp nhân kỷ niệm 19 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 năm 2004, 13 tháng 10 năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Tấn Công, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đông đảo các doanh nhân, chủ doanh nghiệp đang hoạt động trong tỉnh. Tỉnh Hưng Yên hiện có 16.200 doanh nghiệp, trong đó có gần 2.200 dự án của các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài vào đầu tư. Vượt qua khó khăn do thị trường xuất khẩu cũng như trong nước suy giảm, các doanh nghiệp đã nỗ lực cố gắng chuyển đổi mô hình sản xuất để duy trì và giữ ổn định sản xuất của doanh nghiệp. Trong đó, nhiều doanh nghiệp giữ được đà tăng trưởng khá, đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước. Thu ngân sách 9 tháng năm 2013 đạt trên 24.000 tỷ đồng và dự kiến cả năm sẽ đạt trên 30.000 tỷ đồng. Điều này thể hiện sự nỗ lực cố gắng lớn của cộng đồng doanh nghiệp Hưng Yên. Ý kiến phát biểu của doanh nghiệp tại hội nghị đều đánh giá cao sự nỗ lực của lãnh đạo tỉnh Hưng Yên trong cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính kiến tạo, minh bạch và đồng hành cùng doanh nghiệp. Điều này được thể hiện qua các chỉ số về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số hài lòng của người dân với chính quyền, tốc độ tăng trưởng 9 tháng đều đứng vào nhóm đầu của cả nước. Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI Phạm Tấn Công chúc mừng những kết quả mà cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Hưng Yên đã đạt được trong thời gian qua. Nhờ có doanh nghiệp và đầu tư mà Hưng Yên được ví như vùng đất đang thức giấc, được các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài quan tâm tìm đến. Mong các doanh nghiệp thực hiện tốt 6 quy tắc đạo đức doanh nhân Việt Nam. 1 là tạo ra giá trị kinh tế cho xã hội, 2 là tuân thủ pháp luật, 3 là minh bạch công bằng, 4 là liêm chính, 5 là sáng tạo, hợp tác cùng phát triển và 6 là yêu nước, có trách nhiệm với xã hội và gia đình. Đồng thời, mong tỉnh Hưng Yên tiếp tục tinh thần đổi mới, đồng hành và tạo bệ phóng để doanh nghiệp phát triển. Phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Hưng Yên theo tinh thần nghị quyết 41 của Bộ Chính trị, đặc biệt là tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh theo hướng thuận lợi, an toàn, bình đẳng. Chúng ta PCI vừa rồi tốt lên rồi, nhưng mà sắp tới theo cái 41 lại tiếp tục phải nỗ lực, và VCCI cũng sẽ điều chỉnh các cái chỉ số thành phần của PCI bám sát cái chỉ đạo của Bộ Chính trị, sẽ có cái thành phần đánh giá về cái sự an toàn và bình đẳng trong cái PCI. Và chúng ta quan tâm phát triển đội ngũ doanh nhân địa phương, cũng có những lực lượng doanh nghiệp đầu đàn. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn chúc mừng và biểu dương đóng góp của doanh nghiệp và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Hưng Yên luôn cam kết đồng hành chia sẻ với doanh nghiệp, coi thành công của doanh nghiệp là thành công của tỉnh. Từ khi tỉnh Hưng Yên tái lập cho tới nay mà kết quả đạt được như ngày hôm nay, đó là phần lớn sự đóng góp của các doanh nghiệp. Khi mà tỉnh Hưng Yên ở trong thời kỳ mới tái lập tỉnh thì còn rất nghèo. Chính vì vậy mà các nhiệm kỳ và nghị quyết của đại hội các cấp đều nói và nhấn là phải tập trung thu hút đầu tư, kêu gọi, mời gọi doanh nghiệp. Với sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh qua nhiều thời kỳ thì Hưng Yên chúng ta đạt cho đến ngày hôm nay và ngày càng phát triển. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh hiện Hưng Yên có 17 khu công nghiệp và sẽ còn phát triển thêm trong thời gian tới. Nhiều khu có diện tích đã giải phóng mặt bằng sạch, cộng với hạ tầng giao thông tốt, nguồn lao động tay nghề cao, vị trí gần cảng biển, sân bay nên sẽ còn nhiều dư địa để phát triển. Quan điểm của tỉnh bây giờ là tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp. Và hai là quan điểm bây giờ là đối với tỉnh là không tiếp nhận các dự án nhỏ lẻ ngoài khu và cụm công nghiệp, để tránh ảnh hưởng đến môi trường. Quan điểm là không vì môi trường mà đổi đến kinh tế. Nhưng tuy nhiên ở đây thì nếu như các doanh nghiệp mà có điều kiện thân thiện với môi trường mà phát triển kinh tế tốt thì cũng có thể chấp nhận được. Ở tỉnh Yên là chúng tôi có 17 khu công nghiệp và trong đó hiện nay đang giải phóng mặt bằng khoảng hơn 2.000 ha. Do vậy mà cái dư địa để về Hưng Yên là rất thoải mái. Cho nên không phải đi đâu xa cả. Các đồng chí cứ vào các khu công nghiệp mà bản chất và khu công nghiệp còn rẻ hơn ở ngoài khu công nghiệp rất nhiều, vì các đồng chí không tính kỹ và các quý vị không tính kỹ, thì khi vào khu công nghiệp được miễn được 14 năm tiền thuế đất, còn đầu tư hạ tầng thì cái nhà đầu tư hạ tầng lại không đáng kể. Tôi nói ví dụ như 1,5 triệu 1 mét vuông là cho cả đời dự án là 50 năm. Nếu mà có quý vị nhân, nếu thì ở ngoài khu công nghiệp cái tiền đó, tiền thuê đất ấy, mà nhân lên 50 năm thì lớn rất nhiều, bình quân mỗi năm chỉ có 8.500 thôi. Còn ở ngoài các khu công nghiệp hiện nay đang thuê đất khoảng 15.000 một mét vuông, có chỗ là 20.000 một mét vuông. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Hưng Yên, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Văn mong cộng đồng doanh nghiệp phát huy tinh thần vượt khó, sáng tạo, cùng chung sức đồng lòng xây dựng Hưng Yên sớm trở thành tỉnh phát triển nhanh và bền vững, thành thành phố trực thuộc Trung ương và người dân có cuộc sống ở mức cao. Để hoạt động của hội đi vào chiều sâu, phát huy được những vai trò quan trọng của hiệp hội đối với cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh, tôi đề nghị hiệp hội doanh nghiệp thực hiện tốt các nội dung sau. Thứ nhất là hoạt động của hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và các hiệp hội doanh nghiệp các địa phương phải bám sát vào chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và của địa phương, tăng cường vận động các doanh nghiệp lớn đang hoạt động trên địa bàn tỉnh tham gia vào hiệp hội, tạo ra sân chơi lành mạnh, có lợi ích cho các doanh nghiệp tham gia, xây dựng hiệp hội trở thành tổ chức có quy mô tương xứng và tiềm năng phát triển của tỉnh Hưng Yên trong thời gian tới. Thứ hai, tăng cường phối hợp với VCCI, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, các hiệp hội ngành của Trung ương và các hiệp hội các tỉnh bạn để tổ chức các hội nghị, hội thảo nhằm vận động các doanh nghiệp toàn tỉnh đổi mới, thay đổi tư duy, tham gia vào các chuỗi sản xuất để đón các đợt sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài trong hoạt động của các hiệp hội và các hiệp định thương mại song phương và đa phương mà Việt Nam vừa ký kết. Thứ ba là phát huy vai trò cầu nối, là tiếng nói của doanh nghiệp với các cấp chính quyền. Nhân dịp này, đồng chí Trần Quốc Văn đã trao tặng huân chương lao động hạng nhì cho ông Phạm Tuấn Anh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tiên Hưng, trao bằng khen và cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho các doanh nhân, chủ doanh nghiệp có thành tích xuất sắc. Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các doanh nhân, chủ doanh nghiệp có thành tích tiêu biểu.